nhưng thử đủ tất cả mọi cách rồi mà vẫn chẳng có tác dụng gì cả. Richard bất con mẹ nó lực, tính vào lúc này thì anh lại xem được quảng cáo cấy tóc trên TV. Một công nghệ mới đã được kiểm chứng, rất chi là có hiệu quả, còn bảo đảm sẽ trẻ ra 10 tuổi. Lời nói của bác sĩ ăn sâu vào trong tâm trí của Richard. Anh không hề do dự gì mà đi tới công ty cấy tóc. Cô y tá cứ động tay động chân với anh, nhìn đã biết là không được đứng đắn rồi. Nhưng hiện tại Richard chỉ một lòng muốn tóc mọc ra, làm gì mà có tâm trạng quan tâm đến cô y tá cơ chứ. Bác sĩ cũng chẳng làm kiểm tra gì cho Richard cả, chọn được một kiểu tóc xong thì chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Sau khi làm phẫu thuật xong, Richard quấn băng đầy đầu đi về nhà. Ngày hôm sau thức dậy, Richard tháo đống băng ra thì quả nhiên là tóc đã mọc dài thướt tha thật. Anh chưa bao giờ cảm thấy tự tin đến vậy, giống như một con ngựa hoang được cởi cương ra vậy, muốn giải phóng sự hoang dại của mình ngay lập tức. Trước mặt bạn gái càng phát ra khí chất đặc biệt, Megan vô cùng kinh ngạc, Richard mà cô từng si mê như điếu đổ đã quay trở lại rồi. Nhưng mới qua có một đêm thôi mà Richard cảm thấy cơ thể hơi bị chiếu khọ. Còn tốc độ mọc ra của tóc cũng phải tính theo tiếng đồng hồ. Mới một lúc thôi mà đã mọc dài ra thêm mười mấy cm rồi. Anh vội vàng chạy đến salon tìm thợ cắt ngắn bớt đi cho mình. Nhưng vừa cắt xong, tóc rơi xuống đất lại biến thành những con sâu bỏ chạy. Richard về đến nhà cảm giác có gì đó mắc trong cổ họng, anh lấy tài liệu ra nghiên cứu xem là nguyên nhân gì. Nhưng rất nhanh anh đã ngủ thiếp đi, nhân lúc anh ngủ say lũ sâu đã bò vào trong mạch máu của anh. Đến ngày hôm sau tóc lại mọc dài ra hơn rất nhiều. Thậm chí trên mặt anh cũng mọc ra tóc. Richard đi soi gương như mọi ngày, nhìn thấy bộ dạng của mình thì đứng con mẹ nó hình. Lúc này anh đã nhìn thấy trong miệng mình cũng mọc ra tóc. Anh lấy kéo ra cắt đi thì tóc lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Richard cảm giác có gì đó không đúng lắm, lập tức cầm kính lúp lên xem. Richard sợ hết hồn chim én lượn, lúc này anh mới hiểu ra chắc chắn là do công ty cấy tóc giở trò. Richard vội vàng lái xe đi tới bệnh viện để đòi một câu trả lời. Bác sĩ lại chẳng hề cảm thấy kinh ngạc. Lần này thì Richard mặt đần thối ra, bác sĩ cũng không ngụy trang nữa. Thì ra ông bác sĩ là người ngoài hành tinh tới từ một hành tinh khác. Mục đích của họ chính là duy trì nòi giống. Sau nhiều năm ẩn nấp, bác sĩ mới tìm ra được cách thích hợp nhất để nhân giống đồng loại của mình. Vì thế mới lập nên công ty cấy tóc, cấy trứng vào trong não của con người thông qua da đầu. Chỉ cần vài ngày thôi là có thể nở thành con non rồi. Lúc này Richard ánh mắt đờ đẫn, mất đi ý thức, hoàn toàn trở thành con rối của người ngoài hành tinh. Bây giờ thì biết tại sao người ngoài hành tinh lại hay xuất hiện ở nước Mẽo rồi chứ. Bởi vì đất nước có tỷ lệ hói đầu cao nhất thế giới chính là nước Mẽo.